chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Mình đang rất là thích chơi này á, nhưng trận này mình bị ban mất. Nãy giờ mình mới chơi có 2-3 trận à. Đùa chứ các bạn lại ban Naiad của mình đi để mình phải chơi Madam. Buồn dễ sợ. Kiểu đang muốn tập thêm Naiad ấy kìa, cho nên mấy nay mình không chơi Madam nữa. Nhưng mà giờ bị ban thì thôi, lại vác Madam vào. Thả ban Madam mình còn sợ, giờ ban Naiad kiểu mình lôi main của mình vào luôn ý. Ôi dồi ôi, cảnh sát đến. Chạy đi các bạn ơi, chạy đi các bạn trẻ. Các bạn ban sai rồi. Oh, wow, kẹt rô luôn. Kẹt rô được ở đây hay ghê á. Đây là hậu quả của việc ban sai nè. Cái máy này nó có hơi rung rung một tí thì phải. Đào vàng đi cứu à? Ủa không, đợt này xa quá, canh chém trả chung. Nhưng mà không đi cứu rồi, cai 5 giây như thế này có khi cứu một lần hoặc là hiến thôi chứ. Rồi, máy bên này của Dragipper này, máy bên này này. Hãy dùng nhá, máy ở giữa cầu là của Perfumer. Rồi giờ ai vào cứu nào? Chị Perfumer đi cứu một lần cũng được, mới có 6 giờ. Farm skill luôn nha, tại vì ghế vẫn đang còn sớm. Cứu nè. Rồi, không biết quả đấy có tẹt rô không. Nhưng mà Luca trận này leo cửa sổ xui quá. Mắc chiêu rồi, double down. Luca có vẻ định đỡ nhưng mà không chạy đến kịp. Double down khi còn 5 máy, thiết nghĩ các bạn ấy nên hiến đi thì hơn, hiến luôn, không cứu ấy. Chứ giờ cứu xong double down thì hơi tệ. Xong được một máy rồi kìa, máy của đầu vàng á. Ủa, bạn định hưu một con hương sư với 30% debuff hả? Không kịp đâu. Rồi, cho mình xin một máu. Rồi xong, mất cả sẻng, mất cả máu. Rồi mình treo đây thì đào vàng chắc chắn là phải sang cứu. Chứ Andrew là hết sẻng rồi. Máy đào vàng xong rồi. Còn cái máy dở của Dragipper ở đây. Và máy Perfumer ở cầu. Trời, thêm ghế hơi sớm nha. Đấy, giờ đào vàng cover này. Cover này. Toàn game rồi các bạn ơi. Treo Perfumer ở bên này đi. Để quay lại sách Prospector, treo ở ghế bên cạnh luôn. Ê, dậy, dậy, đúng rồi, bạn ấy dậy nhanh quá, đổi tele về nha. Không cứu được. Rồi, xong luôn. Bạn kia mất tự dậy, treo bạn này lên nữa, đầu hàng thôi. Chết cười, trận này ban mất nát của mình. Đặt gương, thề sách. Ủa không đầu hàng luôn hả? Hay chưa đầu hàng được? Đúng rồi, lúc này chắc là chưa đầu hàng được. À được rồi kìa. Ok, mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Trận 2 này thì ở map sửa vũ khí. Spawn chỗ đẹp thì đi thẳng về nhà gỗ thôi. Có cái dấu tay này luôn này. Vấn đề là ai ở cái nhà gỗ này. Team này thì có một mình mercenary là giải cứu cứng thôi. Gặp luôn rồi. Dí vào bạn ấy thì ăn mặn quá. Đổi mục tiêu thôi.
Thấy rồi nhá. Luca spawn ở chỗ cổng sau, nhà gỗ cổng sau mà đấy. Mang thả chó bắt người cho nhanh nè. Như mình đã nói thì tỷ lệ thả chó lỗi nó chỉ nằm ở khoảng 5-10% thôi. Còn đường linh lỗi thì rất nhiều. Skip được chó kìa, hay nhở. Nhưng mà hết điện luôn rồi. Đấy, cái trường hợp mà survival có thể skip được chó thì các bạn sẽ thiệt. Nhưng mà cái nó cũng không cao lắm, trừ khi là có thêm xia nữa. Hên xui à. Và đấy hoàn toàn mình cũng có thể dùng gương để mình chém ấy, nhưng mà mình tiếc cho nên là mình chạy bộ để mình đánh thôi. Tại bắt được người vẫn sớm mà. Chết với mình. Đứng đây cứu là chết với mình. Bạn biết vì sao không? Đấy, vì bị body block. Các bạn đừng bao giờ đứng đấy để mà cứu nha. Mình cảnh báo luôn rồi ấy. Tuyệt đối không được đứng sát vào trong đấy để cứu. Mặc dù nếu mà Hunter cam ở đằng trước, ở trước ghế á, thì các bạn có thể đứng ở trong đấy để các bạn cứu. Nhưng mà với trường hợp mà như mình khi nãy đó, mình vừa mới đi vào trong đấy mình body block luôn. Vậy là tự nhiên bị double down. Mình thấy rất nhiều bạn thích cứu ở đằng sau đấy nha. Tại vì có thể lừa được Hunter đánh ghế á. Nhưng mà Hunter đâu có non. Cứu xong đứng trong góc đấy, cứu xong bị bê bê luôn rồi. Ôi. Rồi nè, khỏi cứu. Hay vô. Performer có đi cứu không? Hay là hiến? Bubble down thì hiến đi nhở. Ừ, không có dấu tai rồi. Máy không rung à. Có con quạ vừa bay, các bạn thấy không? Có một con quạ vừa bay lên ở cái đoạn trong bao cát này này. Có survival thì quạ nó mới bay lên nha. Nên mình sẽ vào đây để tìm. Đấy, trời ơi, chuẩn luôn. Đây là một cái tip nha. Các bạn nhìn map ạ, để ý chỗ nào có quạ bay lên là chỗ đấy có survival. Tại vì khi mà survival chạy đến á, thì cái con quạ ở gần đó nó sẽ bay lên. Một cái tip rất là hữu ích cho việc tìm survival nha. Nhưng mà phải tinh mắt, tại vì nhiều map nó mờ ấy. Phải tinh mắt thì mới nhìn được con quạ nó bay lên, còn không thì không thấy đâu. Ở trong map sẽ có rải rác những con quạ, cứ có survival chạy đến là con quạ nó sẽ bay lên. Bết nước hoa nè, giờ đợi hết nước hoa đánh thôi. Tại vì đây là Panther mà. Cứ sớm nào cũng được. Không có 6 giờ hả? Kẹt kẹt kìa, chắc là đang nhìn mặt. Chưa nhìn mặt được. Hương sư bên này. Hương sư bên này. Double down, còn 2 máy, Merson đầy máu. Bất lực. Không thể nào mà xong máy được. Và lại như cũng không thèm sờ cái máy bên này luôn. Mới giải xong cái máy nhà gỗ. Đứng đợi một chút nào. Mình nghĩ là Merson nên núp để nhảy hầm. Chứ cái team này thì hiện tại thì không có cơ hội thắng được. Vì tận bị double down. Chứ nếu mà Hương Sư đang được giải máy thì vẫn có thể câu lại trận hòa. Nhưng mà vấn đề là không được. Cứu được rồi kìa. Không sao. Không thấy à? À đây rồi, trời ơi. Mình đang để coi cái bóng xem có thấy ai không thì lại gặp ngay bạn Panther. Gặp ngay bạn Panther lò mặt vào.
Mình đổi phân khích hơi bị chậm. Ủa mà tại sao Penter lại chạy ra đây nhở? Trong khi Merson là người đi cứu mà. Penter này lỗi. Hoặc là cái lúc mình đặt cái gương ra, bạn ấy sợ mình trách được hướng cho nên chạy ngược, nên mới chạy ngược lại vào cái tầm của cái gương ấy. Nhưng mà dù sao thì bạn cũng đã sai rồi. Bye bye. Thôi tầm này thì mình nghĩ là Merson nên nghĩ đến trường hợp là nhảy hầm đi, thay vì là cứ cố giải máy nữa. Máy nào dùng ta? Úi, ăn cái ván rồi. Không nhìn thấy máy dùng. Mình thấy máy dùng thì mình sẽ bắt về máy. Không thấy máy dùng nên bắt vào Merson luôn. Không sao cả, dù sao bắt được một người nữa cũng win rồi. Đặt cây găng. Rồi. Đoạn này mình thấy máy ở cổng trước đang dùng nha, cho nên mình sẽ treo mercenary lên rồi sau đấy đặt gương ra cổng trước. Hương sư mà thấy bị treo thì chắc chắn là không giải máy nữa mà sẽ đi lục hòm. Lấy kim tiêm. Đặt về phía cái hòm này. Xoay đấy, được luôn. Trời chuẩn luôn, lục hòm kìa. Rồi. Giờ cai làm sao cho Merson gục đến mà ra hầm đây. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.